Hello, COVID-19 Today in Lincoln and Lancaster County, an additional 105 individuals have tested positive for COVID-19. Lancaster County, the total number of lab confirmed cases is now 6,746 in our community. Our total recovery is identified today at now Health department apoyo tene pe health.linker.ne.gov.tk. Bất tắc sau là tình nhà ý, ô ai bởi ý lo. Tạp lưu lo là thư quá bất tắc sau phút cổ là tình nhà ý. Mó thư cơ mà nên ọ kè bụt đu bụt đà cổ đi nó gà đến nè tạp lưu lo.